câu chuyện Bàn tay dịu dàng. Bà của An mới mất nên An xin nghỉ học mấy ngày liền. Sau đám tang bà, An trở lại lớp, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Thế là chẳng bao giờ An còn được nghe bà kể chuyện cổ tích, chẳng bao giờ An còn được bà âu yếm, vuốt ve. Nhớ bà, An ngồi lặng lẽ. Thầy giáo bước vào lớp, thầy bắt đầu kiểm tra bài của học sinh. Khi thầy đến gần, An thì thào buồn bã: "Thưa thầy, hôm nay em chưa chuẩn bị bài tập ạ." Thầy im lặng, nhẹ nhàng xoa đầu An, rồi vỗ nhẹ lên vai An như an ủi. Bàn tay thầy dịu dàng, ấm áp, thương yêu. An nói tiếp: "Nhưng sáng mai em sẽ chuẩn bị bài đầy đủ ạ." "Tốt lắm, thầy biết em nhất định sẽ làm." Thầy khẽ nói với An.